Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu Tần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân sửu tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi, đinh mùi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày xỉu, lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọa, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu Ất mão tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức, tốt mọi việc, sao phổ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nhân cách, 6 đối với việc giá thú, khởi tạo, sau tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ. Cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Với bà tuổi Tý, những kế hoạch về làm ăn, hợp tác của bạn diễn ra hết sức thuận lợi. Thật may mắn là bạn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm trong vấn đề chung của cả hai bên để có thể bắt tay về lâu dài nữa nhé lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bà Thủ tý đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang đến cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc với bà Thủ tý được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn hoàn thiện các kế hoạch nhằm cải thiện về tình hình tài chính hiện tại tuy nhiên cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít những rủi ro tiềm ẩn vì vậy với bà Thủ tý tốt nhất là phải luôn giữ cho mình đầu óc tỉnh táo, đừng có vội quyết định điều gì khi chưa chắc chắn kéo lại kết quả không được như mong muốn. Còn về phương diện tình cảm của bạn thủ tí trong ngày Chủ nhật này lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo cái chuyện tình cảm không được máy thuận lợi. Bạn và nửa kia rất dễ nổ ra tranh cãi khi có bất đồng quan điểm và nếu như bạn không sớm tìm cách dung hòa thì những mâu thuẫn này cứ để cho mọi thứ tích tụ ngày càng lâu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi bạn tự tí nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim các kế hoạch về làm ăn hợp tác diễn ra được thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tìm được đối tác đáng tin cậy có trách nhiệm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa gặp nhiều may mắn về đường tài lộc kiếm tiền thuận lợi tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng có vội quyết định điều gì đó khi chưa chắc chắn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc sẽ nổ ra tranh cãi gay gắt với nửa kia khi có bất đồng quan điểm và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 38, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ Vi Tuổi Sửu Chủ Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà Tuổi Sửu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ đắc tội với đồng nghiệp hay là cấp trên vì tính cứng đầu của mình. Bà Tuổi Sửu luôn khăng khăng với ý kiến của riêng mình và không muốn nghe lời góp ý của bất cứ ai trong ngày hôm nay cả và với bạn tuổi xỉu không thể phủ nhận rằng bạn là người không có năng lực nhưng đó không phải là tất cả khi kinh nghiệm thiếu sót được người khác góp ý là tốt nhưng nếu như bạn cứ cố chấp phản kháng như bây giờ thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị mọi người xa lánh mà thôi và trong ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ không tốt cho khía cạnh sức khỏe của bạn mệnh. Vì thế, hôm nay bạn đừng nên làm việc quá sức, nếu như thấy cơ thể mình mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi sớm, nếu như cố làm trong lúc đầu óc không tập trung sẽ rất dễ dẫn đến sai suốt lắm đó bạn tuổi Sửu nhé. Vai tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dễ đắc tội với đồng nghiệp hay là cấp trên vì tính cứng đầu của mình, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nên học cách lắng nghe lời góp ý của mọi người, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa năng lực không phải là tất cả, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cần phải học cách tiếp thu những lời góp ý để hoàn thiện bản thân mình, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc tránh làm việc quá sức để luôn giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 56, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ Vi Tuổi Dần, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bà Tuổi Dần đang gặp được ngày có chính quan phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn Tuổi Dần trong ngày hôm nay trở nên khá chi là tốt đẹp. Với bạn Từ Dần, bạn là người có trách nhiệm với công việc của mình, không để cho người khác phải bận tâm và bạn được cấp trên đánh giá rất cao nữa. Cơ hội này không phải là ai cũng có được, vì thế với bạn Từ Dần nên hãy trân trọng lấy nhé ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có màu khác với thổ và đây có thể là nguyên nhân khiến cho quân đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều gặp gành trắc trở đôi bên có thể xảy ra xích mích mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó trong cuộc sống bạn mạnh tuổi dần hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi dần đang có được sự tác động của nhiều sao tốt như là sao địa tài, sao âm đức, sao phổ hộ, sao lục hợp, sao kim đường. Vì vậy bạn có thể thực hiện được nhiều công việc tốt như thế là cưới hỏi khai trương xuất hành dây cất về nhà cửa vì vậy bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt được kết quả tốt nhất bạn cũng cần phải chú ý khi xuất hành đi xa thì nên ưu tiên chọn theo những hướng tốt như là thị thần và tài thần hướng tây nam để tăng thêm sự may mắn cho mình vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy công việc diễn ra thuận lợi không có gì phải lo lắng tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ trân trọng cơ hội đang có để phát huy được năng lực của bản thân tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc con đường tình duyên gập gành trắc trở tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên đặt mình vào vị trí của đối phương để đổi góc độ suy nghĩ về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 48 số 73 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu xanh lục màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi từ Vi Tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Mão đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại. Với bà tuổi mão, khô có thể tiến bước trên con đường danh lợi của mình, kẻ tiểu nhân vây hãm, khiến cho bản mệnh muốn thoát ra mà chẳng biết phải đi đường nào, đôi khi cứ tưởng mình đã thoát ra được mà vẫn nằm trong vòng luận quẩn nữa đó nhé. Và bạn tự bảo trong ngày này bạn cần phải rèn luyện để khiến cho mình trở nên điềm tĩnh hơn, bạn lĩnh hơn, không dễ bị kích động bởi những điều thị phi ở bên ngoài. Và trước khi bày tỏ quan điểm của mình, bạn cũng cần phải biết chắc chắn rằng thông tin của mình nhận được có đúng hay là không để tránh gây thủ chúc oán với những kẻ tiểu nhân. Ngoài ra, trong vận trình chủ nhật này với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được mấy thuận lợi với bạn cái chuyện tình cảm dễ xảy ra tranh cãi mâu thuẫn với nửa kia của mình và nguyên nhân có thể là do những bất đồng khó có thể dung hòa được giữa hai bên lúc này nếu như bạn không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt là điều khó có thể tránh khỏi nhé Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy khó khăn nhiều bề con đường danh lợi có nhiều sóng gió tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tiểu nhân vây hãm khó thoát khỏi được vòng vây tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ rèn luyện sự điềm tĩnh không để dễ bị kích động tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình cảm có nhiều tranh cãi bất đồng khó dung hòa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên kiềm chế bản tính nóng nảy chú ý trong cách phát ngôn của mình về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 61, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm với bà tuổi thìn đang có cảnh báo cần phải cẩn trọng với những công việc mình làm ngày hôm nay cẩn thận có kẻ tiểu nhân ném đá dấu tay cố tình phá hoại công sức mà bản mệnh đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua lòng đề phòng là thứ mà bạn tuổi thìn không thể thiếu đừng có để cho những kẻ xấu lợi dụng tình cảm của mình lòng tin của mình mà làm điều sai trái nhé với bà tuổi thìn những lời đường mật nịnh nọt chưa chắc đã đem lại lợi ích cho bạn. Cho nên, đừng có vội tin và làm theo. Bạn sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của những kẻ luôn gây phiền phức cho bạn ra làm sao cho đến khi họ tháo gỡ mặt nạ của mình xuống nhé. Và ngày này với bạn tuổi thìn, ngủ hành thổ quá vượng lại không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Bạn cần phải chú ý, chăm sóc cho cơ thể của mình nhiều hơn, tránh để cho công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của mình, sức khỏe là vốn quý, bạn đừng có để đánh mất rồi mới hối hận, thì lúc đó đã muộn mất rồi bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, cẩn thận có kẻ ném đá dấu tay cố tình phá hoại công sức của bạn đã gây dựng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, đừng có để cho những kẻ xấu xa lợi dụng tình cảm, lòng tin ở bạn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, thận trọng trước những lời đường mật, nịnh nọt. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, cảnh giác với những kẻ xấu điêu mặt nạ, người tốt. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, chú ý giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng về tinh thần ổn định hơn. Vậy đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 78, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được vận quý nhân, dẫn đường trị lối, con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay vô cùng hanh thông, tràn ngập hạnh phúc. Với bạn tuổi Tỵ đã biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về và bạn Chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thầm thương trộm nhớ nữa rồi. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì với những rạn nứt giữa hai bạn từ trước đó sẽ nhanh chóng được hàn gắn trở lại, mối quan hệ sau cơn bão còn trở nên khang khít hơn gấp nhiều lần, bởi bạn biết trân trọng những gì mình suýt nữa mất đi. Lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn luôn biết được cách sắp xếp thời gian để làm việc sao cho hợp lý hơn. Bạn tập trung làm việc với cường độ cao và cống hiến hết mình cho công việc để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Và nếu như bạn cứ tiếp tục được duy trì phong độ như thế này, bạn sẽ sớm chạm tay vào thành công như mong muốn của mình nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, con đường tình duyên được hanh thông, ngập tràn hạnh phúc từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đừng có ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người mình thương từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đôi lứa hàn gắn được sự giãn nứt về tình cảm từ trước đó từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim biết cách sắp xếp thời gian làm việc sao cho hợp lý từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cống hiến hết mình cho công việc để đạt được mục tiêu đề ra và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 93, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tử ngọ cho chúng ta thấy là ba tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xỉu ngọ tư hại cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo cần phải sẵn sàng về tinh thần để đối diện với đủ loại thị phi trong ngày hôm nay với những mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp dễ xảy ra khi cả hai đều có quan điểm riêng của mình và không ai chịu là người nhún nhường nhé. Và càng những lúc như thế này, với bạn tứ ngọ càng cần phải chú ý trong cách ứng xử của bản thân mình. Có thể với bạn tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn gây thù trúc oán với bạn bè, đồng nghiệp và tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân. Vì vậy, bạn cần phải luôn giữ bình tĩnh, giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo, hành động có kiểm soát hơn. May mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tứ ngọ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thọ vượng với bạn cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất tốt đẹp mối quan hệ giữa bạn và gia đình rất hài hòa nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm sự của bạn và bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý mọi chuyện bạn thử ngọa nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại thị phi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy rất dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý trong cách ứng xử của bản thân mình tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hãy giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo và hành động có kiểm soát tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mối quan hệ gia đình có được sự hài hòa nhờ biết cách sẻ chia và lắng nghe và đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 35 số 78 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu cam màu vàng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tuất Từ với tuổi mùi, chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tốt siêu mùi. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không có được nhiều sự trợ giúp và chia sẻ của mọi người. Nhưng nếu như bạn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt để cho bạn rèn rộ bản thân mình nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này còn mang đến cho bạn có được sự quyết đoán để đưa ra những quyết định khá bất ngờ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản thân bạn hiểu được mình cần gì, muốn gì nên đó thực sự là những quyết định đúng đắn và táo bạo của bạn trong ngày nhé và ngày chủ nhật này với ba tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này lại gây hại tới sức khỏe của bạn mệnh bạn rất dễ gặp phải những vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa và bản mệnh nên chú ý hơn tới vấn đề về ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc chọn nơi an toàn về vệ sinh thực phẩm để mua hàng nhé Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim làm việc vất vả nhưng không được nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa có sự quyết đoán để đưa ra các quyết định bất ngờ. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì để lựa chọn phù hợp. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc dễ gặp các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 39, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. từ Vi Tuổi Thân, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Thân đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy về tinh thần của bạn trong ngày hôm nay bị sa sút khiến cho công việc của bạn chẳng thể nào tốt được. Bạn mệnh Tuổi Thân đang thiếu đi sự tập trung làm việc cho nên mắc phải không ít những sai sót có vẻ như bạn vẫn chưa lường trước được hết những hậu quả do việc làm thiếu suy nghĩ của mình mà ra trong ngày hôm nay Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này với bạn đang để cho những tổn thương trong quá khứ khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình ở hiện tại. Song bạn cũng đừng có lo lắng quá, trái tim sẽ làm việc của nó và hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng nhà bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, bạn sẽ có được một nhân duyên như ý với mình nhé. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tử thân đang có được sự tác động của nhiều sao tốt như sao địa tài, sao âm đức, sao phổ hộ, sao lục hợp, sao kim đường. Vì vậy, trong ngày hôm nay, bạn có thể sẽ thực hiện được nhiều công việc tốt trong ngày như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là ký kết hợp đồng. Và bạn đừng quên nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên lựa chọn những giờ tốt và thiêu hướng tốt để gặp được nhiều may mắn cho mình nhé. Và ngày này với bạn tuổi thân là ngày 16 tháng 11 âm lịch thiêu hại thượng lạn ông nhân thần ở lòng bàn tay trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tín độ công việc bị sa sút vì tinh thần không được tốt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa thiếu tập trung làm việc cho nên rất dễ mắc phải sai sót tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chưa lường trước được hết những hậu quả do làm việc thiếu suy nghĩ tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc khó khăn khi việc bày tỏ tình cảm bởi bạn đang bị tổn thương trong quá khứ ám ảnh tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đào hoa khởi vực, nhân duyên như ý về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 48, số 61, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. từ Vi Tùy Dậu, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tùy Dậu, cho chúng ta thấy là bà Tùy Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sự phụ trợ, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dậu trở nên nhiệt tình và hăng hái hơn trong mọi công việc ngày hôm nay và dù công việc có khó khăn đến đâu đi chăng nữa bạn mạnh tuổi dậu cũng sẽ sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ những người khác mọi khi thấy ai đó cần có sự giúp đỡ nữa nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu sẽ có được những cơ hội phát tài phát lộc đã đến gần với bạn. Và ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu gặt hái được nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, buôn bán với mình, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần. Đối với những bạn làm nghề tự do trong ngày hôm nay cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá nhá và ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, quản báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về phương diện tình cảm. Sự chân thành bấy lâu của bạn đã khiến cho người ấy cảm động và có hành động hồi đáp. Bạn tuổi Dậu ngay ngất trong hạnh phúc ngọt ngào và thầm mong mọi chuyện luôn tốt đẹp như vậy vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cơ hội phát tài phát lộc đã đến rất gần tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc gặp nhiều thuận lợi trong việc làm ăn kinh doanh buôn bán tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm có hồi đáp nhờ sự chân thành và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi tuất cần phải chú ý kiểm soát về cảm xúc của mình trong ngày hôm nay được tốt hơn sự bốc đồng của bạn có thể khiến cho nhiều mối quan hệ xã giao của bạn đang tốt đẹp bỗng trở thành tan tành Anh hưởng không nhụa tới tương lai về sau này của bạn một phút bốc đồng gây ra hậu quả khá chi là nặng nề đối với bạn tuổi tuất nhé lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cảnh báo về vấn đề sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng khá nhiều bạn mệnh tuổi tuất nên thay đổi thói quen ăn uống sinh hoạt của mình đừng quá ham công tiếp việc mà bỏ bữa dễ mắc phải các bệnh về đường tiêu hóa Đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của mình lắm đó nhá và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất á lại đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa làm cho bạn đang có điểm báo không hề tốt về vấn đề tiền bạc với bà tử tuất, có thể thiếu suy nghĩ mà ném tiền qua cửa sổ cho những việc không thực sự cần thiết khiến cho bản thân phải hối hận nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất, thuộc mệnh hỏa, chú ý về kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tử vi tuổi bính tuất, thuộc mệnh thổ, tránh sự bốc đồng để duy trì mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi mậu tuất, thuộc mệnh mộc, nhìn về tương lai xa rộng để tránh một phút bốc đồng. Tử vi tuổi canh tuất, thuộc mệnh kim, Thối quen sinh hoạt không lành mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, hạn chế chi tiêu cho những mục tiêu không cần thiết. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 75, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ tuổi tuất. Từ với tuổi hợi, chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi làm việc được suôn sẻ, giải quyết gọn gàng mọi công việc đau vào đấy với bà tuổi hợi chính nhờ thái độ nghiêm túc và nỗ lực trong công việc đã đóng góp cho tập thể trong thời gian vừa qua của bản mệnh đang được cấp trên đánh giá rất cao và với bà tuổi hợi có thể sẽ nhận được sự khiên thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần đến từ phía lãnh đạo trong thời gian này nữa nhé Tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo cuộc sống với nhiều thay đổi và cán rõ có thể khiến cho bạn và người ấy dần xa cách nhau. Bạn hãy tìm cách hâm nóng tình yêu kịp thời để cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, hai trái tim luôn đập chung nhịp đập nhé. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy với bản tuổi hợi đang có được sự tác động của nhiều sao tốt như là sao địa tài, sao âm đức, sao phổ hộ, sao lục hợp, sao kim đường hoàng đạo. Vì vậy, trong ngày hôm nay, bạn có thể sẽ thực hiện được nhiều công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là những công việc xây cất về nhà cửa. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa công việc được suôn sẻ giải quyết nhiệm vụ gọn gàng. tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ được cấp trên đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có thể được khiên thưởng cho công sức mà mình đã bỏ ra trong thời gian qua tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim khoảng cách các lứa đôi lớn dần bởi những cán dọ trong cuộc sống tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên tìm cách hâm nóng tình yêu kịp thời về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 88, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào.